Là Bạch Dương thích sư tử nữ lớp kế bên đó. Thì ra là vậy. Sao cậu không thử làm quen đi? Không được đâu, mình ngại lắm. Người ta là đội trưởng đội tuyển trường mà. Sao mà mình dám chứ? Vậy thì cậu cần có sự trợ giúp của tụi này mới được. Cậu có cao kiến gì? La 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 la, mọi người nghe gì chưa? Bạch Dương lớp hoàng đạo thích sư tử nữ lớp hoàng cung. Đứng lại, đứng lại sông tử. Đừng có bắt cỡ mà. Để tụi này nói hộ tấm lòng của cậu cho. Hai la 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 la, đứng lại. Bạch Dương thích sư tử nữ.